đi, bán luôn vé chuyến về. À, đi cái này các bạn nhớ phải đem chứng minh nhân dân nha, không có chứng minh nhân dân là nó bị một lần quéo càng luôn. Mà cái lần đó sao mày về được? Tôi nói dùng mỹ nhân kế năn nỉ mấy anh giữ tàu, người ta không cho lên nha mọi người. Không đem chứng minh thì phải đem hộ chiếu, giấy tờ tùy thân. Trời ơi, đêm qua quên uống viên thuốc ngủ, bộ lộn viên thuốc. Ai đứa có đem muốn theo không? Dạ không cô ơi. Gì? Mua vé gần Tết được tặng một cái shop con lì xì. Ủa vậy hả? Được sao? Được nạp luôn hả? Hai đứa hai miếng, hai đứa hai miếng hả? Hai đứa một miếng luôn. Thôi, thích tiền thôi chứ bao lì xì ôm lại tới. Cái này của tao phải không? Nè, phải mấy phương nè. Tao cất nè, nè chứ dạ. Vâng, thôi, rồi. Giờ tụi mình đi lên tàu nha. Hẹn gặp lại các bạn ở công đảo. Được rồi. Sẽ không bao giờ có thêm một cái clip nào hai đứa đi chung với nhau lần sau nữa đâu. Nên
nói chung là rút kinh nghiệm từ cái đợt đó thì bây giờ hai đứa rút bằng cuối luôn, cuối của cái chữ cuối không còn cuối được vừa vô cái toilet luôn là để có ống dạ toilet cho mẹ không với á theo kinh nghiệm tại vì cái đợt đó đi hai chuyến nữa nè phải không, lúc chuyến đầu á đi ngồi ở lưỡng lửng gần cuối thì không ói, tới lúc về ngồi đầu thì ói thì mèo mới nhận ra mình à vậy ngồi cuối không ói ngồi đầu biết ói thì nên bây giờ cũng ngồi cuối thì hy vọng là chuyến đi hôm nay sẽ tiếp xuôi để hai đứa tới nơi an toàn và khỏe mạnh. Đó thì hồi nãy mẹ đã quay sơ một vòng cái tàu Super Dome này cho các bạn rồi thì bây giờ chia sẻ với các bạn như vậy để tiếp một hồi trên chiếc tàu đi để coi cũng mất có rụt rịch cái gì không thì mọi người sẽ quay tiếp cho mọi người coi. Bạn tốt là vậy đó các bạn ạ. Đúng rồi, bạn tốt bản thân là phải như vậy, phải dìm nhau, phải ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhau đó nha. Cập bến chuyến tàu Bảo Tố. Trời ơi sung lắm. Nay biển động hay sao á, lên xoay vùng vùng. Hai đứa chắc cỡ lúc đó còn khoảng nửa tiếng 45 phút vậy mày. Là gần tới á. Ói sắp mặt luôn. Tưởng đã xong rồi, tại vì ngồi khúc cuối hay nghĩ là cũng êm rồi, khúc đầu ổn lắm. Càng về sau nó nhồi mà nay sóng trời nó dập. Đó giờ đi chưa bao giờ xe sóng xe xe nha. Nhưng mà trời, mèo là một đứa rất tiếc tiền. Phương móc rủ đi máy bay, mèo nói thôi đi tạo đi. Chính Phương mèo đã đồng hàng, nó đề nghị lên xe máy bay là hiểu. Phương mèo mới nói là thôi lần sau đi máy bay đi, đi tàu mệt quá, chịu không nổi luôn. Xong hai đứa bước sượt xuống tàu lấy xe chạy về khách sạn ha. Là đứa nào đứa nấy bơ phờ, vật vã lên nằm xuống giường là ngủ luôn tới bây giờ. Vậy á, hai đứa nhức đầu y như là mới nhậu xỉn vậy. Một lời khuyên cho các bạn, đối với lần đầu thì cũng có thể là nên thử cho biết cảm giác với người ta. Nếu ai cảm thấy tự tin mình không có say sóng. Hai Phương Mèo và Phương Múp là hai đứa tự tin là không say sóng hai mươi mấy năm rồi, chưa bao giờ say cái gì luôn á. Say nắng, con trai còn chưa say nữa mà. Sóng nghĩ lấy gì. Ừ, vậy mà nay chứ. Rồi bây giờ hai đứa ha, nhức đầu quay đi kiếm chỗ massage đầu không? Không, ở đây đâu ra. Không có chỗ massage đầu luôn, không dậy nổi để đi ăn luôn. Thì sẽ end cái clip đi tàu Super Don ở đây. Mèo cho các bạn sự lựa chọn. Nếu mà các bạn có dư giả kinh tế chút thì nên đi máy bay đi, nhanh gọn lẹ, đỡ mệt, đỡ tốn thời gian, tốn công sức. Thôi bây giờ thì chuẩn bị để mà dậy đi ăn. Bye bye.